Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Y tế lo ngại nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng rất cao sau dịp Tết Dương lịch 2022. Một năm chuyển mình của Việt Nam từ Zero Covid tới bình thường mới. Quyết định đưa trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19 vào danh mục bình ổn giá. Đà Nẵng triển khai điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà trên toàn thành phố. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Bộ Y tế lo ngại nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng rất cao sau dịp Tết Dương lịch 2022. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành về việc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian tới, thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus, nguy cơ xâm nhập thêm các trường hợp nhiễm biến chủng mới. Đồng thời, tâm lý chủ quan lơ là, mất cảnh giác vẫn có tại một bộ phận người dân, cơ sở trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch và đặc biệt sự gia tăng di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ. Nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng là rất cao, nhất là tại các nơi có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Từ kinh nghiệm đúc kết qua các đợt nghỉ lễ trước để tăng cường hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch dịp Tết Dương lịch 2022, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống trên địa bàn trong dịp Tết Dương lịch 2022. Trong đó chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế phân công trực Tết 24/24 giờ, hiệu quả, khoa học, hợp lý, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định, duy trì tổ chức tốt đội cơ động chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời đơn vị tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra, nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết. Các địa phương cũng cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch, kiểm dịch y tế biên giới. Bộ lưu ý thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý người nhập cảnh theo quy định, điều trị kịp thời, thực hiện giải trình tự gen nhằm phát hiện kịp thời biến chủng mới của virus. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch ngay tại cơ sở, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, tổ chức các trạm y tế lưu động, cấp phát thuốc kháng virus cho người bệnh. Khẩn trương rà soát, tiêm ngay cho các đối tượng chưa được tiêm, chưa tiêm đủ mũi vaccine, nhất là đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền, chủ động tiêm mũi bổ sung cho các đối tượng nguy cơ cao. Bộ cũng tiếp tục lưu ý thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến, tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến, cung ứng và đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ, đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị. Đặc biệt cũng cần quan tâm đến các chế độ chính sách động viên lực lượng y bác sĩ, người tình nguyện tham gia chống dịch trên địa bàn trong dịp Tết Dương lịch 2022 bằng các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực. Một năm chuyển mình của Việt Nam từ Zero Covid tới bình thường mới. Thưa quý vị, năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây những thiệt hại to lớn trên phạm vi toàn thế giới. Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy đó khi phải chịu những tổn thất nặng nề về kinh tế xã hội. 2021 cũng là năm ghi dấu ấn sự thay đổi to lớn về chủ trương phòng chống dịch của nước ta từ Zero Covid tới bình thường mới. Đợt dịch thứ tư kéo đến với biến chủng Delta có độc lực mạnh, khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nồng độ virus trong dịch đường hô hấp gấp 1.000 lần so với chủng cũ. Chỉ trong 2-3 ngày đã có thêm một vòng lây nhiễm mới, cách chủng cũ 5-7 ngày. Khoảng 80% người nhiễm không có triệu chứng hoặc biểu hiện rất nhẹ. Lây nhiễm xảy ra trước khi bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng, gây khó khăn cho việc phát hiện. Tỷ lệ lây nhiễm ở mức cao, một người nhiễm lây cho 9-10 người, đã xuất hiện các trường hợp lây nhiễm kéo dài nhiều hơn 14 ngày. Bắt đầu từ tháng 4 và nhanh chóng lan nhanh trên cả nước, xuất hiện của biến chủng Delta thực sự khuynh đảo mọi mặt đời sống xã hội nước ta. Ban đầu dịch xuất hiện ở Hải Dương, sau đó lan ra Bắc Giang, Bắc Ninh. Tiếp đó, dịch bùng phát dữ dội ở thành phố Hồ Chí Minh với số ca mắc lên tới hàng nghìn người mỗi ngày, số người tử vong cũng rất lớn. Thực tế cho thấy trong giai đoạn đầu, tốc độ lây lan của biến thể Delta đã nhanh hơn tốc độ đáp ứng phòng chống dịch. Các nguyên tắc vàng đã triển khai trong các đợt dịch trước chưa theo kịp với sức lan truyền của dịch bệnh. Điều đó gây áp lực rất lớn cho hệ thống y tế. Trong bối cảnh năng lực y tế, nhất là y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nhiều người mắc nên xảy ra quá tải cục bộ, dẫn đến số tử vong tăng mạnh trong thời gian ngắn. Với tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể Delta, dịch bệnh không lây theo chuỗi từ người này sang người kia mà lây theo chùm ca bệnh, F0 tăng theo cấp số nhân.
chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc với quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam được chính thức phát động, với mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 75 triệu người, với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Một tháng trước đó, Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 đã được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài, hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Thời điểm phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine, Việt Nam mới có gần 4 triệu liều vaccine từ nguồn viện trợ của Liên minh COVAX và nguồn mua để tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đến nay, chiến dịch vaccine đã tiệm cận với thành công khi gần 100% dân số trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi. Sự thành công của chiến dịch này được xem là một trong những căn cơ mang tính quyết định để chủ động kiểm soát dịch bệnh, hòa nhịp với quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế thế giới để phục hồi và tăng trưởng kinh tế một cách vững chắc, đồng thời sớm tận dụng được các cơ hội để duy trì và thúc đẩy các động lực tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư khi các đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Với thành tựu đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 NQCP chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ tháng 10 năm 2021, qua đó phấn đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới trong thời gian sớm nhất. Quan điểm của Chính phủ là đảm bảo mục tiêu kép, nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết. Trước hết, các giải pháp phòng chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước, đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất ngay từ cơ sở, nhưng không gây ách tắc cho lưu thông sản xuất. Với những nỗ lực để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nước ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới, vừa thích ứng an toàn với dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quyết định đưa trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19 vào danh mục bình ổn giá. Thưa quý vị, đó là điểm mới được thể hiện trong nghị quyết số 122/2021 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, trong nghị quyết này, tại khoản 2, điều 6 có quy định, trường hợp thiếu thuốc phòng điều trị COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc sử dụng miễn phí thuốc sản xuất trong nước thuộc lô được sản xuất để phục vụ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc có chỉ định sử dụng phòng điều trị COVID-19 nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây. Được sản xuất theo đúng quy trình sản xuất trong hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc đã được Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy đăng ký lưu hành, đáp ứng tất cả các nội dung như hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt, được sự đồng ý của các cơ sở sản xuất thuốc. Tại khoản 3, điều này có chỉ rõ, việc cấp giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc mới có chỉ định sử dụng phòng điều trị COVID-19 không bao gồm vaccine sản xuất ở nước ngoài đã được cấp phép lưu hành hoặc cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp phép lưu hành sử dụng có điều kiện bởi một trong các cơ quan quản lý dược chặt chẽ do Tổ chức Y tế Thế giới công bố được thực hiện như sau. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về dược, Bộ Y tế thẩm định hồ sơ hành chính để cấp giấy đăng ký lưu hành trên cơ sở thừa nhận kết quả cấp phép của cơ quan quản lý dược chặt chẽ, không phải thẩm định hồ sơ kỹ thuật và không phải đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất đối với cơ sở sản xuất thuốc theo quy định của luật dược. Cơ sở đăng ký thuốc chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc đối với các cơ sở sản xuất thuốc. Điểm 7 của nghị quyết cũng nêu rõ, bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 vào danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Ngay sau khi nhận được tờ trình số 521 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban Xã hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội thẩm tra tờ trình của Chính phủ. Sau thời gian ngắn làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các cơ quan Quốc hội, căn cứ ý kiến của Thường trực Ban Bí thư ngày 30 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đà Nẵng triển khai điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà trên toàn thành phố. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho hay đã thống nhất triển khai cách ly chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú trên toàn thành phố. Theo đó, các trường hợp nhiễm COVID-19 có thể cách ly chăm sóc điều trị tại phòng trọ, nhà ở chung cư, nhà tập thể nếu đủ điều kiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành, hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương, áp dụng tương tự đối với các trường hợp F1 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Các địa phương có thể thiết lập trạm y tế lưu động với số lượng vị trí phù hợp với tình hình dịch bệnh, năng lực của địa phương, đảm bảo hiệu quả thích ứng an toàn linh hoạt trong công tác chăm sóc, cách ly, điều trị F0 tại nhà hoặc nơi lưu trú. Trường hợp trạm y tế lưu động thực hiện nhiệm vụ chăm sóc điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn từ 2 xã phường trở lên thì Ủy ban nhân dân các quận huyện quyết định trạm y tế quản lý trạm y tế lưu động. Ban chỉ đạo cũng đã thống nhất triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir có kiểm soát cho F0 được cách ly chăm sóc điều trị tại nhà nơi lưu trú. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu triển khai điều trị F0 tại nhà trên diện rộng sau thời gian thí điểm ở quận Sơn Trà. Mặt khác, theo Phó Chủ tịch, 98% bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Bà cũng yêu cầu các đơn vị chức năng có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề liên quan khi triển khai, như chế độ cho lực lượng tham gia, xử lý rác thải công nghệ thông tin. Riêng Sở Y tế phải điều chỉnh lại sổ tay điều trị F0 tại nhà để hướng dẫn cho các đơn vị thuận lợi hơn.